Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, sau những ngày mưa lũ khó khăn chồng chất, người nông dân cũng đã làm nên một vụ đông với những cây ngô ngọt khá tốt. Tuy rằng không được bằng mọi năm, nhưng có thể cũng cho những sản phẩm nhất định để bù đắp lại những công lao động vất vả của người nông dân, bán mặt cho đất, bán lưng cho đất trời. Hôm nay Nguyên Dương mời các bạn cùng xem những ruộng ngô ngọt của nông dân trong những ngày chuẩn bị thu hoạch. Chúc bạn luôn an lành, hạnh phúc thả và thành công. Một mùa Giáng sinh may mắn, một năm mới sắp tới sẽ là một năm nhiều thắng lợi và thành công. Cảm ơn bạn đã đến, đã xem video của Nguyên Dương. Trân trọng. Qua đây, Nguyên Dương cũng giới thiệu với các bà con cách thu hoạch ngô ngọt. Cây ngô ngọt cần từ 60 đến 100 ngày để thu hoạch, tùy theo giống và thời gian, thời tiết ấm áp hay lạnh giá. Ngô sẵn sàng cho thu hoạch khi tai ngô chuyển sang màu xanh đậm, lụa chuyển sang màu vàng nâu, hạt mềm và căng mọng. Vắt nhân nước cốt sẽ có màu trắng đục. Nếu đang trong là ngô đang non. Thu hoạch thường đến khoảng 20 ngày sau khi tơ xuất hiện. Chọn ngô bằng cách nắm lấy tai và xoắn mạnh xuống. Mỗi cây ngô sẽ cho 1 đến 2 trái bắp. Để ngô bảo đảm chất lượng, bông rễ to, hạt mẩy, không sâu bệnh và nên thu hoạch vào buổi sáng để có chất lượng ngô tốt nhất với vị ngọt cao hơn. Đó là những thông tin cơ bản để mọi người nếu có trồng ngô ngọt thì nên lưu ý trong khi thu hoạch. Thưa các bạn, giá ngô ngọt nếu nông dân đem bán trực tiếp cho nhà sản xuất như hiện nay ở một số địa phương chỉ tầm 4.000 đến 4.500 đồng 1 kg. Nhưng trong thực tế giá này ở ngoài thị trường từ 5 đến 7.000 kg, thậm chí từ 7 đến 10.000 đồng 1 kg tại thị trường ăn lươi tươi bán lẻ. Còn nông dân lại không bán được ở mức giá đó vì sản xuất ra lại bán cho các công ty chế biến. Trong lúc đó giá ngô ngọt bán sang Hàn Quốc khoảng 180.000 đồng một bắp. Nguyên Dương xin cung cấp một phần những thông tin trên thị trường ngô ngọt hiện nay, nhân những ngày cuối năm, những ngày thu hoạch ngô ngọt tương đối nhiều ở các vùng nông thôn, để mọi người cùng biết, cùng xem, cùng suy ngẫm về cuộc sống của người nông dân hiện nay với những sản phẩm mà họ làm ra, họ được những gì. Ở sản trồng ngô ngọt, người nông dân sau khi thu hoạch sẽ còn được một những cây ngô đang còn tươi, non, xanh, chỉ đem có giá trị cho chăn nuôi trâu bò và có thể sản xuất một phần nào đó cho gà vịt cũng có thể ăn được, nhưng nó sẽ không có giá trị bao nhiêu. Còn giá trị về cây bông ngô ngọt thì lại thuộc về các thương lái hoặc các công ty chế biến để xuất khẩu. Cảm ơn bạn đã đến, đã xem video. Chúc bạn luôn an lành, hạnh phúc và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.